nó nhốt mày vào cho mày đỡ ra suối mày chơi, nhớ đâu mày chết ở ngoài đấy thì sao? tao đấy mà Mày bị dở, nhà mày đây này. nhà tao đấy Bố mày xích mày vào cho mày đỡ nhảy ly tinh. chúng mày ai Mày hỏi em gì mày không nhớ thì thôi, mày bị thần kinh rồi mày không nhớ nữa đâu. Khả năng ngày mai tao phải đưa mày đi viện thôi, không để ở nhà nữa, để ở nhà càng ngày càng lặng. tao bị bệnh gì đâu nghe chó đâu gì Mày bị dở chứ bị bệnh gì? chó tao như này. Nha, ngày xưa hình như tao bị dở tao vẫn biết nhá, bây giờ mày bị dở mày không biết một cái gì cả. Cho đi viện nhá. Nhưng tao là ai? Tao là ai? Đấy chính mày, mày không biết mày là ai nữa thì có phải bị dở không? Tao thấy tao ở ngoài suối nhà tao ở đấy mà. Thế bố mẹ đâu? Tao không biết. Thế chính bản thân mày, Nhưng mày không mà biết mày là ai tao ở đấy mà. thì thử bị dở còn gì nữa. Mày ở đâu? Phòng của mày chứ còn ở đâu? Sao lại nhốt tao ở đây? Phòng đâu? Phòng tao vẫn mở cửa mà nhốt đâu, thì buộc chân này tao ngồi ra canh mày không cho mày đi đâu cả. Đói Suốt ngày đi ra suối mẹ nhảy tao nhảy, bắt cá nữa mày bắt tao gì suốt ngày nhảy xuống sông chơi, mẹ có ngày bị ma dìm chết. Mày cứ thích nghịch không? Tao cho đi viện nhá. Nghịch là cho đi viện nhá. Cho đi viện thôi chứ ở nhà thế này càng ngày càng lặng thêm. Hôm lộ còn ngoan biết nghe lời, hôm nay nhưng hôm nay biết nói rồi nhưng mà lại còn bị điên, không nhớ mình là ai cơ. Mày biết nhà tù á? Thế thì không phải bị dở rồi. không biết hỏi như này thôi. Mày vào tù rồi à? Tao biết nhiều cái không? Thế đã đi tù bao giờ chưa? Thế sao biết ở trong tù có đá? Để